Hello, hello, hello các bạn. Đây là con Giant SCR khung nhôm bộ phụ tùng Shimano Claris giá 16.900.000. Chuyên X Glamour 1.1 khung nhôm bộ phụ tùng của Claris để trước để sau tay lắc giá 10.200.000 thôi. Ủa vậy con này nó mắc hơn cái gì trời? Mắc hơn chữ Giant và chữ nhôm à luôn. Thôi rồi, thế thôi. Giant chưa bao giờ có một mẫu xe đạp đua tay còng có mức giá dưới 20 triệu đồng. Vì thế mẫu Giant SCR2 2022 được ra mắt với mức giá 16.900.000 để cạnh tranh với các dòng xe ở phân khúc tầm trung khung nhôm. Giant đã lên phương án một chiếc xe đạp phải giữ được tinh túy và độc quyền nhôm Alux trên khung sườn, và bộ phụ tùng phải đảm bảo độ bền bỉ và chất lượng mà Giant đặt ra, không ai khác là Shimano. Vì vậy một bài toán cho SCR của Giant làm sao để có được mức giá tốt. Giant đã cắt giảm đi một số bộ phụ tùng, chẳng hạn như phanh xe là phanh gươm, đảm bảo độ chất lượng của Giant, tuy nhiên không có thương hiệu nhất định. Bộ giò dĩa cũng được sử dụng bên đơn vị thứ ba, tuy nhiên tất cả bộ phụ tùng này phải được đảm bảo theo chất lượng mà Giant đặt ra. Vì vậy mức giá tốt nhất có thể mà Giant làm được trên con xe tầm trung của mình đó là 16.900.000. Chúng ta sẽ có ngay một con xe khung nhôm Alux đặc quyền của Giant, một bộ phụ tùng của Shimano Claris đề sau đề trước tay lắc, và một bô tan ghi đông hợp kim nhôm theo đúng chất thiết kế của một con xe đạp đua tay công của Giant. Và điều đặc biệt hơn nữa trên con Giant SCR này đó là in Giant Approach thường chỉ sử dụng trên những dòng xe cao cấp, và Giant luôn cân đối giữa thương hiệu của mình, mức giá tiền và bộ phụ tùng trang bị, cộng chia điểm trung bình ra để so sánh những dòng xe khác thì Giant luôn có một số điểm khá cao bởi thương hiệu của mình quá lớn tại Việt Nam. Với mức giá 16.900.000 sẽ làm hài lòng quý khách hàng đam mê xe đạp thương hiệu Giant, nhưng mức giá đầu tư cho những dòng xe đua tay công trước đây quá cao thì mẫu Giant SCR2 chính là lựa chọn và là sự mong muốn thiết kế của Giant. Ba lý do giá nó cao hơn. Cái thứ nhất, các bạn thấy cái tay lái của nó. Với cái tay lái của nó là các bạn thấy cái tay lái nó nằm ngang một tí xíu, cho các bạn khi mà các bạn chạy, các bạn tì đè xuống á, nó sẽ không có bị trượt. Tì đè dễ hơn rất là nhiều, cơm bát dễ hơn rất là nhiều. Đối với những cái tay lái như thế này là những cái dòng xe cao cấp tí xíu, thật sự là xe đua luôn. Càng nằm ngang thì càng đắt tiền nha các bạn, tại vì nó liên quan đến sức bền vật liệu và cái kết cấu của cái khung xe phải tính toán lại hết cho cái độ chịu lực phần trước của cái sườn cũng như là cái tay lái. Đây là một key point để mà cái con xe Giant SCR này nó hơn những cái con xe khác là như vậy. Cái yên của nó là Giant Approach, thì đây là một trong những cái yên của một cái con xe đua thật sự chuyên nghiệp luôn. Hai cái điểm giúp cho cái con Giant SCR này nó có giá lên đến 16.900.000. Phải tìm ra một cái con xe nào ấm đó, tìm cho các bạn ngay Twin X Glamour. Và trái ngược với đó, nếu quý khách hàng quan tâm đến con xe được trang bị cấu hình cao hơn mà không quá quan tâm về thương hiệu thì Twin X Glamour là một mẫu xe không tưởng, không đối thủ trong cùng phân khúc dưới 15 triệu đồng, mà đặc biệt em nó chỉ 10.200.000 đồng. Chúng ta sẽ sở hữu ngay một con xe Twin X được trang bị khung nhôm siêu chắc chắn, to và độ chịu lực cao để đáp ứng được những cú sốc nảy đúng với cái tên Twin X Glamour. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị phụ phụ tùng của Shimano Claris đề sau đề trước cả tài lắc, và còn cao cấp hơn con Giant ở bên kia, đó là một bộ phanh đĩa của Tektro. Có lẽ đối với Twin X là một con xe được thiết kế ở phân khúc tầm trung, nhưng mức giá của nó thì quá tốt. Nhưng các bạn đừng nghĩ thương hiệu Twin X không quá lớn nhé. Twin X là một trong những thương hiệu rất lớn, và đội ngũ thiết kế của Twin X luôn được kiểm duyệt ở Italia. Vì vậy, không chỉ riêng mẫu Giant Twin X Glamour mà tất cả các mẫu xe khác, các bạn phải xem thực tế mới biết được độ hoàn thiện của nó. Điểm yếu của nó là nó nặng các bạn. Tại con này cái khung nhôm của nó gọi là ăn chắc mặt bền, nó làm cứng lắm. Cái khung nhôm các bạn rờ lên nghe, nghe cứng liền, gõ là nghe cứng liền. Cái mối hàn của nó rất là mịn luôn, bảo hành 5 năm đàng hoàng luôn. Vốn dĩ nó là một con xe đường trường và cũng là một cái con xe đi cái đường địa hình một tí xíu. Các bạn thấy bánh nó gai góc rất là nhiều. Cái tay lái của nó các bạn thấy nó suông xuống một tí xíu. Thì những cái dòng xe mà giá nó tốt á, là cái tay lái nó sẽ suông thế này. Các bạn cầm mà các bạn cơm bắp lắc qua lắc lại, những cái tay lái này nó sẽ đòi hỏi cái độ kết cấu, sức bền vật liệu của cái tay lái này nó sẽ ít hơn. Vì vậy mà có thể là chi phí cho những con xe này giá nó sẽ tốt. Cỡ như thế này thôi là mình mới mua được con xe rồi. À, như vậy là ok rồi các bạn. Nó nặng một tí xíu cũng được, nhưng mà nó bền. Với cái mức giá 10.200.000 như thế này nhé, các bạn khó có thể kiếm được cái con xe nào khác được như Twin X Glamour. Được cái gì các bạn? Tổng thể một con xe nhá, các bạn sẽ có được cái phanh đĩa nhá, được một cái khung nhôm rất là xịn luôn, rất cứng cáp luôn, được cái bộ phụ tùng Shimano Claris đáng tin cậy, đáng độ bền luôn. 10.200.000 đồng Twin X coi như không có đối thủ các bạn trong cái phân khúc mà họ trang bị cái bộ phụ tùng cũng như là họ làm cái chất lượng cái con xe.
là con xe đạp của hai ngành. Con xe nó đắt tiền, con xe nó có một cái độ chuyên nghiệp nhất định. Đây là một trong những cái phân khúc xe mà sẽ dành cho các anh chị nào chúng ta đi theo đoàn của mình sử dụng toàn là những dòng xe cao cấp, dòng xe gọi là cận cao cấp trở lên. Mình vẫn có cái độ flex đu theo, sang trọng để đu theo, kiểu như thế. Còn đối với các bạn nào mà chúng ta không nghiêng về thương hiệu quá, mình không quá muốn nổi trội, bạn bè của mình cũng đi xe tầm trung thôi, thì chúng ta có thể lấy con Phoenix Glamour này về. Khỏi cần phải bàn về chất lượng nữa, nó cực kỳ chất lượng luôn với con xe Phoenix Glamour này. Thương hiệu của nó có thể nó thấp hơn một chút so với Giant, nhưng mà 10.200.000 đồng các bạn không tìm được con xe nào khác có được cái độ hoàn thiện như cái con Phoenix Glamour này. Không tin đúng không? Không tin đúng không? Vậy thôi, đến Tâm Đức mà coi hai con xe này, hoặc alo cho bộ phận kinh doanh ngay và luôn nhé.